Anh em mình chào mừng người quay trở lại với channel của Sĩ Z. Đây là mình sau khi vừa trở lại từ cái quả, mình vừa gặp một quả thên xong rồi kẹp bốn ấy anh em ơi, bốn coi con này gì nhỉ, pháp sư thên kẹp bốn pháp sư, kinh dị thật, một bộ phim kinh dị. Pháp sư là những con gì nhỉ, trách phát nhá. 6 pháp sư đấy, đúng có 6 pháp sư này. Hay đấy. Mà cần đồ cho Ilu nữa. Có đồ cho Ilu thì chơi được cái này. Không còn hắc ám luôn à. Cứng rồi. Mỗi con rat 2 thôi chắc mình bỏ nhé. Bỏ thôi anh em ơi. Hẹn gặp lại anh em sau chuyện thua thôi. Đây, tắt. A few moments later. Hi anh em, đây là mình sau chuyện thua. Mình đang có tưởng khá là linh tinh thôi, không có gì đặc sắc lắm. Có thợ săn quỷ này, mình tí thợ săn quỷ được anh em ơi. Please, please, don't prove them right. Please, 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 don't bring me the tea when I drink up my breakup so nice. Heartbreak is one thing, ego is another. Được đấy nhỉ? Hay là mình làm thử trận pháp sư với pháp nhỉ? Cũng muốn test thử anh em ơi. Đây này, test thử một tí nhé em nhé, chỉ là một tí thôi. Tướng gì ta? Bật đấy nào nhỉ? Đợi đấy đầu game bánh gì nhỉ em nhỉ? Được, đánh được. Thêm một đồ 40 mana nữa xong đánh cái đội hình pháp sư cái quái gì đấy. Được. Đầu game đánh đội hình đấy bằng gì nhỉ? Heartbreak is one thing. My ego is another. Cho nó bế cũng được anh em, cho bế thôi. Don't bring me the tear, just make my head up so now. I'll drag this one and my feet off another. Come back down and embarrass me, motherfucker now. Thế đội hình đấy sẽ phải eco lên 9 sớm à? Đúng không? Tại đội hình mà mình muốn nhá là đánh Thên này, Volcut này, Ilu này, Lily này, Dirac này. Phải là phát 9 à? Phát 9 cơ à? Nghe cũng căng thẳng phết nhỉ. Cái đầu game phải giữ máu tốt phết anh em ơi. Phải là một trận giữ máu đầu game tốt à? Nhớ mua đúng tướng nha anh em, không mình hay mua lộn tướng phết. Săn quỷ này. Để chơi mà khoa học tạo với những cầm máu khoa học xem cầm được máu không. Choáng liền. Có học cầm máu cũng được. Nguy tín lắm nhỉ, cho rác đi. Rational. Mình không nhớ tướng các anh em ơi, bởi vì tướng đấy mình nhìn thấy một lần trong đời. Nhớ sơ sơ được nhưng mà không thực sự là nhớ hẳn là những con tướng gì mình chơi ấy. Có con gì mình bốc đại vào chơi tạm rồi anh em. Nhớ đánh không nhớ con đấy kiểu gì. Đội hình hay á. Những đội hình đấy không bị tích nhiều. Đáp trong này có một cái chế độ mà kiểu xét đội hình, kiểu xét sẵn đội hình để mình chơi thôi. Thì ngon nhỉ. Đây này, pháp sư này. Con kia Grug không cần nhưng mà cứ mua tạm về để lấy thủ vệ nhá em nhé. Thợ săn quỷ chắc không cần nữa nhỉ. Chơi teo đi. Mình sẽ cho nắp ba đồ rồi xem nó chơi được không nhé. Please, don't bring me a tear. You just did my makeup so nice. Còn thấy bọn pháp sư đúng không? Có bán thần này, có Nakroth. Ok, chắc là nó sẽ gánh được cho mình một đoạn. Xong một tí nữa mình sẽ bỏ con Nakroth này đi, mình thay con Ilu. Đó. Chứ thật là vậy. Chính tôi đang là như vậy đấy. Chắc là được. Thêm một pháp sư nữa, 6 pháp sư sẽ uy tín nhất. 6 pháp sư kẹp voi không ai lấy luôn được. Voi để con kia để 1 thôi nhá, muốn lấy lên 2 đâu. À với cả con gì nhỉ, con này mình hay quên lấy này, con Zina. Trong này không có Zina em ơi, nhưng mà mình phải nhớ mà mình lấy Zina nữa. Quên Zina là không được đâu. Lau này gánh tim được này, hai con này từ dưới đi, bắt đáy bạn sẽ đặt ở đáy đi. Sẽ chơi tạo phạm ám này. Hương bắt xạ lộn xộn khắp nơi này. Chơi được anh em ơi, chơi được đây, chơi được đây. Drag is one thing, my ego is another. I beg you don't embarrass me, motherfucker no. Úi trời ơi hay. Ôi thằng Butter khỏe thế. Cấm lặng đó. Rồi xong. Sợ quả hai thương khả năng nó sẽ bắt được con Nakroth của mình. Nhưng mà Nakroth không công ty được luôn là mình không cho vào giữa được. Và thêm một cái đồ 40 mana nữa thì ngon. Chính xác là cái này. Cho này vào giữa luôn anh em ơi. Ngại gì mà không cho vào giữa. À này hai góc luôn, kỳ lạ đi. Vào đội hình kỳ lạ đi. Để ý con gì quên xứ tên rồi nhớ anh em nhé. Con gì mình quên xứ tên đấy, con Zina này. Không ai sốc đam ở giữa không? Không ai sốc đam ở giữa đâu. Mấy floor toàn bay xuống đáy rồi. Mái em ấy. Bay xuống đáy, ok. Ui, nó đi chỗ khác. Có cần control một tí ở level 8 không nhỉ? 49 máu. Sợ roll không ra anh em, mình lên chắc là lên 9 sớm à. I was doing fine without you. Say stupid love, tear away from my giving into burning notions. Is this what you want? No, no, try without you. Get away from mine. I was doing fine without you. Ngon anh em ơi, có một con đường giữa rồi. Là có sẽ ulti được. Bụp, ok. Không chạm được vào hai góc này thôi. Ừ. Nên là có đường giữa không chạm được vào hai góc này. Ok. Hiểu điểm mạnh điểm yếu với con Nakroth này liền. Còn sau khả năng mình sẽ cho Nakroth bay nhé. I was doing fine without you. Magic pervades everything. That's what you want, get away from mine. I was doing fine without you. That's what you want, same stupid lie. I was doing fine without you. Để ra không đánh rồng, không cần đánh rồng đâu anh em ấy. Có cái đồ như này em đánh nắp xong rồi đánh một con con gì nhỉ? Dirac. Xong rồi nó kích thủ vệ cho con này cũng ngon. Nó chưa tìm thấy Zina không? Ok, phải tìm Zina phát nhé. Dirac, Ilu, Lily nữa. Không có Zina đúng không? I was doing fine without you, say a stupid lie, tell away from mine. Con này thừa nhỉ? Tại đã không có Zina vào. Có Zina vào thì mình bỏ gì nhỉ? Lên 9. Lên 9. Mà bỏ hai con hắc ám đi thêm Zina Lily à? Nhưng mà nếu mà 6 pháp sư nhá mà hồi 70% mana mà con thê của mình mà không bổ được luôn ấy. Thê là khởi động có 25 mana này. Thêm bán thần, 3 bán thần là 35 mana nữa đúng không? Thì là 60 ấy. 60 thì vẫn cần à đây đây. Nhưng mà chưa được à, chưa cho vào được à. Hắc ám ngon hơn, tạm thời hắc ám ngon hơn, bỏ voi không? Thử đi, chơi game phải. Chơi game là không ngừng thử nghiệm anh em ơi. Chơi game là không ngừng thử nghiệm. Chơi game là không ngừng thử nghiệm. Cho con này vào đây. Zina đứng đây luôn đi. Zina đứng đây đi. Đi bộ lên rồi mình nó chơi. Cái cho con rat này đứng đây. Xong rồi thêm một tướng nữa mình thêm con voi thôi. Chơi game là không ngừng thử nghiệm. I was doing fine without you. Say a stupid lie, take from mine. I want to know notions. Cũng ok đấy nhỉ. Mặc dù không có con voi thì không có con gì mỹ nhiễm khống chế với cả tanh cho mình. Nhưng mà mấy con kia, con lau ấy, con Tulen ulti nhiều hơn. Cũng gánh. I guess so, cũng gánh. Cộng với cả hắc ám nữa, khá là tuyệt. Thêm mana nhá. Đổi cho thêm được, anh em mới sách thánh con cát. Ok luôn. Zina cầm thử đồ không nào. Cái cũng không uy tín lắm nhỉ. Được. Không thích lắm nhỉ. Không chơi mà anh em, bởi vì tí nữa không chơi ấy. Thà mình tiết kiệm tiền mình cứ eco lên thôi, 49 máu vẫn đang uy tín này. Thêm một tướng nữa mình thêm con voi thôi. Không anh voi, 5 con voi của mình hết luôn. Phun thú anh em ơi. Phun xét nhà thú. Em sẽ đập lên một con Thên 2 hoặc một con Volcut 2 gì đấy nhé. Khả năng đánh thú thì mình sẽ đập Volcut đi, bởi vì khả năng Volcut sẽ khó lên 3. Khả năng là vậy. Zina chết rồi. Hơi tanh. Thú này hơi tanh. Một vòng nữa nhá. Chắc một vòng nữa nhá. 4 pháp sư, 4 hắc ám này. Away from mine, I was doing fine without you. Lên luôn anh em mới giữ máu. Away from mine, I was doing fine without you. Say your stupid lie. Tell away from mine. Nèo 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 nèo. Thêm bên góc bên này à? Con cát bên góc bên kia, chơi góc này đi. Con cát mình nó có miễn nhiễm khống chế mà anh em, nên là nó sẽ vòi đến xuống một tí. Nếu bỏ hai bạn đi, mình bỏ hạng hắc ám đi, bỏ ba hắc ám đi. Hết hắc ám thì bỏ hết hắc ám anh em. Nó đang có hai đang gánh quá nhở. Không muốn bỏ ấy, vì thực ra đội hình này cũng hay, nhưng mà một phần trong mình cũng muốn test đội hình kia thôi, nhưng muốn test quả full pháp sư. Bỏ hai ám này thêm hai pháp sư, rồi bỏ hai ám kia thêm hai pháp sư nữa, rồi thêm con thêm là shot thứ 9, thêm con Lily shot, à thêm con Ilu shot thứ 10. Wow. Nghe cũng triển vọng. Không cần lên luôn đâu. It is what you are, it is what you want. I was doing fine without. Trách nhà này. Chơi game ở Nakroth mà anh em. Cái gì đây? Yon xuống đấy à? Chạy Nakroth mình à? Hay ho đây, thú vị đây. Thú vị thiệt. I'm so he. Thú vị thiệt. Nakroth điên thế. Thế mà 6 pháp sư một kẹp Nakroth được không nhỉ? Kẹp Nakroth. Bỏ Volcut. Thì mới đánh được 2 hắc ám. Nakroth khỏe quá, muốn bỏ. Muốn bỏ. Thằng sau mình lên được rồi nhá em nhé. Sau mình lên. Sau mình lên mình cho hai con này vào thôi. Ủa, con voi tiếp à? Con cát tanh được, con cát không có giáp hồng mệnh, không có choi. Cát tanh được à? I was doing fine without you. Say stupid line, tell away from mine. Giving into all emotions. It is what you want. Cao nào nào cao 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 cao. Một con này. Lao vẫn tiếp tục gánh. Ok, con Lily, tạm thời con Lily cũng không có ý nghĩa gì nhiều lắm, nhưng chắc sẽ chờ một vài nữa. Tăng sao vẫn còn. Thiếu một con nữa thôi, mong còn thiếu con. Thiếu con gì nhỉ? Quên xử tên này anh em. Dirac, đúng rồi, thiếu Dirac rồi anh em ơi. Con Lily này sẽ là một con điên điên đấy. Trông thế thôi, con Lily này tí nữa kẹp vào tất cả hồi 70 năng lượng là cũng Thú vị đấy, Han Sohi đấy, Han Sohi thú vị phê. Mà pháp nghiệp bên phải chắc tắt rồi nhá. Tắt được rồi. Cho đỡ nhìn nhầm. Luôn được thủ đi, em ra vào mệnh đi. I was blue, cho nào tạm, không biết cho ai. Tí mình nói mới rồi cho Nakroth thôi, không có gì đâu. À, Nakroth. Sohi, thú vị thiệt, thú vị thiệt, thú vị thiệt. Đây này, đây này, đây này, đây này. Zina. Đây rồi. Đúng không nhỉ? Chuẩn chưa? Chuẩn bài, chuẩn trình chưa? Bài này đã chuẩn trình chưa anh em? Chưa chuẩn lắm đâu, cho nên lắp đồ đi. Han Sohi thú vị thiệt. Nhảy cho phát này, mày hà bưởi, mày hà bưởi. Mày hà bưởi. Thú vị thiệt Han Sohi ơi. Thú vị thiệt, chưa thấy con kia đâu anh em ơi. Bây giờ nó con Ilu đấy, con Ilu là sẽ thay con rồng. Và con thên nữa, thì con thên nữa. Vứt xử con rồng đi anh em ơi. Thêm ôm men này vào cho tôi. Cứ để đấy đã anh em ơi. Chưa có Ilu. Ilu thì chưa thấy đâu. Cho Dirac đồ nhá, Dirac này khá là gắn. Còn con cát mình chưa thấy đâu anh em ơi, còn con cát nữa đấy. Còn phải là còn con cát đấy. Con cát mình chết rồi này. Con cát mình chết 2 mạng rồi thôi. Ấy, nếu mà chết trước khi là mình không được ơi anh em ơi, mình còn muốn cái thử cái trò mà thêm nó bổ nhiều phát. Mình còn muốn thử trò đấy nữa. Không được anh em ơi. Thua bây giờ đâu. Đây rồi em ơi. Em vào đây cho anh, em vào đây cho anh. Em này cũng vào đây cho anh, con thêm này. Em thêm này phải bổ liên tục này. Ai nhầm em, nhầm em. Thêm hai. Ai không kịp. Tiếp vào cái một bổ, ui giời, một bổ anh em ơi, con cát à đâu thêm ấy. Teo nào. I was doing fine without you. Say stupid lines, giving into all emotions. Tương lai rất là sáng lạ đấy em ơi. Tương lai rất là sáng lạ, ở trận này sẽ là một cái trận mà mình có đủ tất cả thứ mình đang chờ mong đấy. Đấy. Tên đồ thêm. Đồ Dirac cũng được nhỉ, Dirac cũng khá là tín. Dirac cầm một tí đồ đi. Thêm 4 con cát còn 1 con. Xem là mình sẽ chơi thêm là mình chơi Ilu cũng gánh nhỉ. Mình lấy Ilu 2. Nhưng mà Ilu 2 nó không ulti. Ê nó cũng ulti liên tục ấy. Đây Ilu 2 cũng ulti liên tục ấy, đừng đùa. Ilu 2 ulti liên tục à? Thú vị thiệt. Nhà thú, thì mình là thú thì con Ilu cũng không ngon lắm nhỉ. Để con cát hay con gì sẽ ngon hơn. Ilu 2 rồi. Choi chắc cho này thôi. Ra cho con này đúng không? Chắc là mình sẽ đập con thên hoặc con gì đấy anh em ơi. Dễ là được con thên rồi. Tin. Chưa biết chừng đâu, chưa biết. Ấy đi đó. Đập con Volcut đi em ơi. Thên cỡ chưa? Mặc bình chưa? Thên này chắc không. Chắc mình phải chờ ấn thên này một tí. Volcut 2 cũng uy tín. Dirac 2, Lily 2. I without you. Ilu ulti mấy lần rồi anh em ơi? Ilu ulti đến 100 lần nữa. 2 con Volcut 2 à? 2 con Volcut 2 à? Ok. 2 con Volcut 2. Khoái quá anh em ơi. Ây da, thêm cái này nữa cho tôi. Câm lặng à? Tập đánh này không cần. Cho Lily cho nó bầu cào nhá. Cho con lũ này hết vàng, không thay đổi vị trí tướng à? Tắt thế. Tắt thế. Tắt thế. Không di chuyển được gì rồi anh em ơi. Di chuyển là gì rồi? Hai con cát rồng thổi truy hồn vào giữa cơ, không sao đâu. Con cát này ra bên kia quét nộ voi ulti phát này. Ui rồi, Ilu ulti điên quá à. Nhưng mà sao mấy con Volcut này vẫn chưa chết vậy? Nó đi bộ ở đây rồi. Vẫn còn truy hồn, anh em ơi. Vẫn còn tí truy hồn ở đây, này. Vui quá. Ây da, cái đội hình quái quỷ gì nhở? Sao bây giờ mình mới biết đội hình này nhở? Đội hình gì đây anh em? Đội hình quái quỷ gì đây? Thế đâu, không có thế nào. Nào muốn thay đổi gì không nhở? Nó cũng không muốn thay đổi gì lắm đó. Nakroth thêm. Có con này xuống sang bên này này. Muốn tanh góc này một tí này, con này sẽ phải đi bộ ở đây. Tulen. Sao này không? Bế ra đi. Bế lau đi. Oh yes, thinking about me every night, oh, isn't it sweet, I guess so. So you can sleep, baby I know, that's that me espresso. I'm working late. Nakroth với chúng tôi à? Nakroth thì... Ôi ôi ôi, nó sấy con Dirac của mình. Bây giờ phết nhỉ. Dính 2 phát truy hồn. Xuống vàng nó luôn, Vẫn thắng đi. Đây con Nakroth nguy hiểm phết nhá, mình phải... Mình che góc xuống nhỉ. Che góc của Nakroth thôi. Nakroth nguy hiểm phết đấy. Cũng đáng sợ đấy, lấy con thêm 2 không nhỉ? Thêm con thêm 2 cho nó yên tâm. Tiết kiệm từng đồng anh em ơi. Cho đỡ bị dính con Dirac mình, nó đỡ bị dính bởi con Nakroth đấy mà anh em. Lily, rồi không ném được chiêu đó. Vẫn dính một phát truy hồn nữa. Dirac chết rồi anh em ơi, thôi pha này dễ là trận đấu sẽ chấm dứt ở đây rồi. Đấu mình sẽ chấm dứt ở đây chăng? Cả hai cùng chấm dứt vậy. Anh em ơi. Tiếp thật. À. Ây da, trận đấu hay. Được anh em ơi, đội hình này được ấy. Mới học bài mới. Anywho, vậy thôi anh em ơi, vì mình top 1. Vì mình đến đây cũng kết thúc rồi. Nếu bạn thích clip trên thì hãy like, subscribe và comment phía dưới những cái góp ý các bạn có thể giúp mình phát triển kênh nhé. Bạn ấy counter mình phê đây. Ném mấy con Volcut này vào xong rồi Ido mình không giết được. Nhưng không sao anh em ơi. Quả Ido ulti lâu thật. Bây giờ kết thúc rồi, bạn thích kênh, like, subscribe, comment, rồi copy, bạn thấy giúp mình phát triển kênh.